bạn theo dõi những hình ảnh về một chợ cá nhỏ ven đường để phục vụ cho những người dân đi chợ tại khu vực chợ Lan Nghiệp. Thì một chủ tiệm cửa hàng bán cá đã mang cá phục vụ trước cửa chợ để các bà nội trợ, các bà nội trợ sau khi mà đã đi bán hàng về thì có thể mua ngay để phục vụ cho những bữa cơm gia đình. Sự bán cá này thường bán vào buổi chiều. Các bạn thấy rất đời thường, chân thực cuộc sống biển. Đây là cổng xã Lanh, xã Lanh Hiệp đây các bạn. Thì đã mua được một con cá rất là to. Chúng ta theo dõi xem, rất nhiều cá chép, cá chép, cá chấm các bạn. Nó nhảy chán thì một cô đã đang chuyển cho mình một con cá chép khá là to. Nó chỉ cân thôi. Rồi chỉ cân một con thôi, hơn cân một tí. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Còn cá chấm rất to. Cho bảo ha. Ven đường này thì rất phương tiện cho các bạn ở chợ sau khi xong công việc của mình thì có thể ra để mua ngay được chú cá tươi ngon để phục vụ bữa cơm tối cho đây. Hai chú cá nheo rất to. Đầu bé, đầu to người bé, hiểu cá này.
xin cảm ơn quý bạn đã theo dõi những hình ảnh video về một cửa hàng bán cá ven đường vào buổi chiều tại khu vực chợ Nành đi Gia Lâm, Hà Nội. Trên kênh những hình ảnh đời thường những người dân như đây trong sinh hoạt đời sống buôn bán cũng như là chuẩn bị bữa cơm chiều gia đình. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn, hẹn gặp lại quý bạn ở những video chia sẻ tiếp theo. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cầm chỗ lái xe của mình rồi. Cầm chỗ 50 nha.